Thưa quý vị, 6 tỉnh Bắc Trung Bộ hiện có diện tích cây có múi khoảng 27.900 ha, chiếm 11,5% diện tích cây ăn quả có múi của cả nước. Để khai thác tiềm năng, lợi thế và phát triển sản phẩm cây ăn quả có múi bền vững, các tỉnh này đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển cây có múi, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thâm canh. Rất nhiều nông dân tại đây đã ứng dụng mô hình trồng cây ăn quả có múi theo hướng Việt Gáp, hạn chế sử dụng phân hóa học, tăng cường bón phân hữu cơ vi sinh, phân sinh học, áp dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp và mang lại những hiệu quả tích cực. Mô hình sau đây là một ví dụ. Đây là trang trại gần 3 ha trồng cam xã Đoài Lòng Vàng và cam V2 chín muộn của gia đình anh Thái Doãn Tuấn ở xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Những cây cam này được trồng từ năm 2014. Niên vụ 2018-2019, cây nào trong vườn cũng xanh tốt và sạch bệnh, sản lượng cho thu hoạch từ 1 đến 2 tạ trên một cây. Kết quả này có được là nhờ vào việc ứng dụng chế phẩm vi sinh để sản xuất cam theo hướng an toàn sinh học. Trong 2 3 năm đầu là dùng hóa học ấy, thì bây giờ là đang phải phục gọi là dùng chế phẩm 3 năm liên tục thì nó đã phục hồi đến 80%. Thì rồi cho ra nhiều cây nó khỏe, nó cho ra cái sản lượng rất hiệu quả. Đấy, sản lượng tức là cây gọi là 1 tạ, tạ rưỡi và gần 2 tạ. Đấy, thì nếu mà trong cây ăn quả có múi mà nếu cái sản lượng như thế thì nhà nông người ta nó lúc nào cũng có lợi nhuận. Cách đây 3 năm, cây cam này đã suýt bị chặt bỏ do cây yếu, sâu bệnh, không giữ được quả. Thế nhưng, anh Tuấn đã quyết định thử nghiệm chế phẩm sinh học ủ phân để bón gốc cho cây. Đồng thời đều đặn phun đạm tôm định kỳ, tăng dưỡng chất cho cây. Kết quả là giờ đây, những cây sâu bệnh, vàng lá và bị ghẻ đều được khắc phục. Cứ mỗi năm lấy cây nó lại khỏe lên. Thì là những cái năm thứ ba này thì có nhiều cây bắt đầu lên. Nó ra quả đến thời điểm này thì nó vẫn đun ra quả thật cho nó lại không rụng. Từ hiệu quả mô hình canh tác cam an toàn sinh học của gia đình anh Tuấn, nhiều nhà vườn đã đến tham quan học hỏi và ứng dụng tại gia trại. Anh Trương Văn Tiến ở thôn Sơn Tiến, xã Thọ Hợp là một trong số đó. Hiện anh đang canh tác khoảng 300 gốc cam và từng phải chặt bỏ đến 1/3 số cây trong vườn vì bệnh vàng lá. Từ cuối năm 2018, anh Tiến đã thay đổi phương thức canh tác từ hóa học sang hữu cơ sinh học. Hiệu quả bất ngờ, không chỉ cây cam phục hồi cho năng suất cao mà sức khỏe của anh Tiến cũng được cải thiện đáng kể. Mới trồng được hơn 1 năm mà mình đã thấy hiệu quả của hắn mang lại. Quá trình mình chăm sóc với là thuốc thang cho nó cũng khỏe, nó cũng vất vả như kiểu hóa học. Hóa học nó rất vất vả và nguy hiểm, độc hại. Nhưng như vi sinh này thì nó khỏe người. Hiện tại bây giờ thì cam 30, sản phẩm cỡ trang trại thì cung cấp ra thị trường thì thường thường nói chúng là một ngày cứ bình quân là cứ 2-3 tà rồi thôi. Trừ cái chi phí đầu tư rồi thì mình vẫn được khoảng cỡ 300. Cùng với việc phát triển quy mô sản xuất, chất lượng cam Vinh ngày càng được nâng cao, quả cam to, đều hơn, ngon, ngọt thanh hơn. Từ đó giúp bà con nông dân phát triển sản xuất, làm giàu trên chính quê hương mình.